một cái phẫu thuật để đòi hỏi mà phục hồi hoàn toàn thì nó khoảng tầm từ 3 đến 6 tháng. Và một cái, nhớ là một cái phẫu thuật ngực, một cái phẫu thuật ngực là một cái phẫu thuật đại phẫu lớn, thì để cho bạn cảm giác không còn không còn một cái vật thể lại trong cơ thể á, thì đó, thì sau 6 tháng thì tất cả nó sẽ mềm mại và nó đạt được cái dáng mà mình mong muốn. Dạ. Chúng ta vừa nói về cái quan điểm là đánh giá để mình xem là một cuộc phẫu thuật đó thành công. Còn đối với về lâu về dài á, thì sau khi phẫu thuật người thực hiện nên có chế độ chăm sóc như thế nào để mình có một cái vòng một thật đẹp, đầy đặn và nó lại an toàn để sử dụng sau này? Sau phẫu thuật 6 tháng cho tới 1 năm, thông thường là khoảng 1 năm, thì cứ mỗi năm là bạn phải đi siêu âm định kỳ, nên đi siêu âm định kỳ. Và đặc biệt của cái phẫu thuật ngực sau này á, thì đa số các bác sĩ đều đặt dưới cơ và đi những cái đường mà ít tổn thương tới tuyến, chẳng hạn đường nách hoặc là đường nếp, thì bạn có thể sinh con bình thường. Và bạn cứ có thể kiểm tra sức khỏe về cái vùng ngực bình thường, về u bú, bạn có thể siêu âm, bạn có thể chụp x-quang, hoặc là bạn có thể chụp nhũ ảnh để tầm soát những cái bệnh lý về ngực như là một cái người phụ nữ bình thường. Cho nên là để an toàn thì vẫn khuyến cáo là cứ mỗi năm là các bạn nên đi siêu âm một lần. Siêu âm là cái tối thiểu, nên thực hiện mỗi năm một lần. Còn những cái nhũ ảnh hay là gì đó thì nếu mà bạn có điều kiện làm thì càng tốt. Dạ. Theo khuyến cáo của FDA Mỹ á, thì khoảng tầm 10 đến 12 năm bạn nên thay túi một lần. Thì dạ, cái đó là cái an toàn nhất. Bởi vì túi ngực thì nó được bọc bởi một cái vỏ bao bằng cái silicon dày, nó và phía trong nó là dung dịch silicon, có thể là dung silicon lỏng hoặc silicon cohesive gel, và nó là một dạng cohesive gel, thì nó cũng sẽ có cái mức độ rồi nhất định theo nghiên cứu về lâu dài đó. Thì FDA của Mỹ vẫn khuyến cáo là khoảng 10 đến 12 năm bạn nên thay túi một lần.